cái visual mình không thể cân đo đong đếm được. Những visual nó gọi là thuộc loại cảm giác. Những thuộc loại cảm giác như này thì rất là khó xâm điểm. Nên là mình xin dành top 1 cho rất nhiều người. Đầu tiên là anh Tút, anh Isaac, anh Vũ Ngạch Pi, ai nói gì? Đức Phúc. Không. Không. Sao không? Sao không? Anh Đức Phúc phải đứng chung với mình. Khả năng rap hát 99 điểm, vẫn còn một lỗi nhỏ có thể tiến bộ được. Là lỗi gì? Khán giả sẽ đánh giá. Em thấy được cái tòa đầu tiên mà em có thể thấy không? Ừ. Đó, tính lên tới tuốt trên đó là của anh hết á. À vậy ha. Là cái màn đu dây đó tính tới đâu rồi? Đu dây bay từ nhà xuống tới đâu rồi? Anh sẽ đu từ lầu cao nhất cho nó nguy hiểm. À vậy ha. Đúng rồi. Em nghe nói căn ở đó là 52 tỷ một căn. Nghe nổi da gà. Để em xin tiền khen. Là anh phong bạc thôi đúng không? Phong bạc thôi. Ba cái đồ giả không mà ai cũng đồ này đồ kia xong rồi tự nói. Xong rồi nói anh phong bạc. Ngoài ra mình còn là chủ đầu tư của chỗ này. Em thấy anh ra dáng lắm. Mình mới ăn cái quán gần đây. Tính ra mà ăn. Vui anh ơi, trời đất. Giàu lắm. Ít ngọt nhớ, ít ngọt nhớ. Thế à? Đâu, cái người mà ở đây chưa giàu đâu. Cái người mà khuê ở đây một đêm 35 triệu mấy người đó mới là giàu. Lê Trung Thành với Đức Phúc. Đã biết nhau từ lâu mà em để vì lấy mình đã độc thân là sao? Anh chẳng phải là game cho em chơi ra lại quay xe. Đừng nói những lời lừa dối, don't repeat to I hang in. Now you want me back, hell no you wanna catch me up so slow. Em cứ nghe lời anh, anh chẳng hề xa gì. Có liền ngon nữa đó là nó là tại vì nó liền với nhau luôn. Anh em thấy mình bị bắt bài dễ quá không? Không, tự nhiên là vừa mà đang nói chuyện bình thường mà Tú lại giờ là tôi biết chuẩn bị gái liền. Đang nói chuyện bình thường mà chuẩn bị gái liền. Tại vì nó công nhận mà đúng không? Nhóm rõ ràng quá mà đúng không anh? Chính ở trên đầu rõ ràng quá mà đúng không? Khó trách khó cái được. Ban tổ chức đúng là có tầm nhìn. Trời ơi, đấy anh em đi lên thôi. Anh em đừng đi đợi. Người ta nghe mình không? Nhưng mà em nghĩ là anh em có thể dừng lại chỗ đấy thôi. Sao anh em mình đi lên đây đông ấy nhở? Mình lên lót cho người ta ra vô đét đó anh. Nào chấm điểm lại. Visual của mình bây giờ là bao nhiêu? Visual 0 điểm. Tại sao? Vì trong chương trình này quá nhiều người đẹp trai. Top 1 là ai? Top 1 hả? Top 1 thì quá nhiều luôn. Có những cái visual mình không thể cân đo đong đếm được. Những visual nó gọi là thuộc loại cảm giác. Những thuộc loại cảm giác như này thì rất là khó xâm điểm. Nên là mình xin dành top 1 cho rất nhiều người. Đầu tiên là anh Tút, anh Isaac, anh Vũ Ngạch Pi, ai nói gì? Đức Phúc. Không. Không. Sao không? Sao không? Anh Đức Phúc phải đứng chung với mình. Ai nữa? Không, hết rồi. Vậy khả năng làm việc nhóm? Không điểm. Cái làm việc nhóm không điểm. Sao nữa? Hả? Best leader mà sao không điểm? À ha, chấm gì cũng hơi bất hợp lý. Chầm điểm luôn. Vậy còn khả năng rap nhảy? Rap hát? Khả năng rap hát 99 điểm. Vẫn còn một lỗi nhỏ có thể tiến bộ được. Là lỗi gì? Khán giả sẽ đánh giá. Vậy khả năng nhảy? Khả năng nhảy 100 điểm. Vậy khả năng với cái sự dũng cảm? Rồi, dũng cảm 100 điểm rồi, muốn gì nữa. Ok. Không ngại bất cứ gì, 100 điểm, dũng cảm. Rồi, cảm ơn anh. Mấy? 1 giờ. Trời ơi, còn một đống bài. Anh Sơn, sức khỏe của anh ổn không? Hình như anh mới làm một tour sức khám sức khỏe. Anh ok lắm, anh khỏe lắm.
anh khỏe, I'm strong, I'm fine. Chắc chưa thấy giờ em thấy anh than quá. Cái tên thôi. Ăn gì chịu giờ có gì đâu đó trời. Có ai đem gì đâu ăn, có gì đâu ăn. Cái bố lại gì, cái bố gì? Ăn cho ốm. Cái bố hả? Cho tao ăn cái gì, có gì ăn. Chừng ngày lúc xương, đãi gì ăn đi. Chừng ngày lúc xương. Gíp, gíp, gíp. Mấy cái tòa này đâu là nhà anh? Hả? Mấy cái tòa này thì nhà chỗ nào là nhà anh? Đây 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 anh chỉ cho nè. Đây quay qua đây. Nè em thấy cái em thấy được cái tòa đầu tiên mà em có thể thấy không? Ừ. Đó tính lên tới tuốt trên đó là của anh hết á. À vậy ha. Là cái màn đu dây đó tính tới đâu rồi? Đu dây, dây bay từ nhà xuống tới đâu rồi? Anh sẽ đu từ lầu cao nhất cho nó nguy hiểm. À vậy ha. Đúng rồi. Em nghe nói cái căn ở đó là 52 tỷ một căn. Nghe nổi da gà. Em xin tiền khen. Là anh phong bạc thôi đúng không? Phong bạc thôi. Ờ ba cái đồ giả không mà ai cũng đồ này đồ kia xong rồi tao nói, xong rồi nói anh phong bạc. À. Nói anh có que đâu phong bạc. Trời tự ơi. Tự soi tự ấy rồi xong kêu phong bạc. 3 ngày có một cái story khoe đồng hồ. Đó em ơi. À, đó. Cái gì vậy sao tự nhiên tới cái đó là ông nói nữa. Đúng, đây là building, đây là bạn anh. À, bạn thôi hả? Thiếu. Ngoài ra mình còn là chủ đầu tư của chỗ này. Em thấy anh ra dáng lắm. Mình mới ăn cái quán gần đây. Tính quán ơi, ơi ăn. Tính mà ăn. Vui anh ơi, trời đất. Giàu lắm. Ít ngọt nhớ, ít ngọt nhớ. À thế à? Đâu, cái người ngồi ở đây chưa giàu đâu, cái người mà thuê ở đây một đêm 35 triệu mấy người đó mới là giàu. Ai Lê Trung Thành với Đức Phúc. Trời ơi. Sao biết, sao biết? Sao biết? Nó nói. À. Nó nói mình nghe vậy đó. Sao biết 35 triệu? Cái căn mà view từ đó nhìn xuống dưới đây thuê một đêm 35 triệu bằng tháng tiền luôn. Một tháng tiền nhà luôn. Chưa bằng nhưng mà gần bằng. Anh lên lấy một căn xong đu dây xuống đi. Đó là anh mượn nhà của anh Đức Phúc với lại Lê Trung Thành đu đu xuống đó. Quay em trai thông báo. Sao ra đợt mai em bay. Nói chung là mọi người coi tôi hiểu nhiều rồi. Bữa tới tụi tôi đứng đây coi mọi người chạy. Chứ mấy anh em này mà nói nhảy không tốt mà nên là không nhảy thì không được. Mấy anh em này là có máu nhảy hết. Thiệt. Lâu lâu mà đi hiến máu á, máu nó nhảy nhảy nhảy. Nó không có vô cái ống chích. Catch me if you can. Nào đó em cũng sẽ phải quay lại tìm anh ấy. Anh hiểu quá mà. Những giọt giảm gì trên tay ngon nhau với cạn ly. Giờ thì hai lâu nước mắt em trong cơn say. Giữa cơn đau đã đầy đứng rơi vực sâu. Em ơi không ở đây được đâu. Đừng nhìn anh với ánh mắt long lanh vỡ như chẳng có tôi tin gì. Đã biết nhau từ lâu mà em để relay mình đã độc thân là sao. Anh chẳng phải là game cho em chơi ra lại quay xe. Đừng nói những lời lừa dối đôi repeat từ ai hay nghe. Now you want me back, hell no you wanna catch me up so slow. Em cứ nghe là ai nói anh chẳng hay sao. Dường như sẽ vẫn là có ai, no one. Anh tự nhận tôi bao anh, tôi có tiền mà. Thôi, tự tin test. Anh xin muốn gì tôi chịu hết. Sải bao. Đây đây đây. Sải bao em đi, sải sải. Sao? Cặp lớn, cặp lớn. Tôi xin anh một bữa ăn được không? Được. Trời ơi. Tôi xin anh một bữa ăn. Artiso, Artiso mua rồi hỏi là có chạy ăn giấy. Đó. Thôi thôi. Em mà hôi nhiều. Bữa ăn mấy triệu mà hắn giá có cả chưa tới chục triệu rồi. Trời ơi, chục ngàn nữa. Anh là con người tính toán anh ơi. Sao đâu? 2 cộng 2 mấy? Hả? 2 cộng 2 bằng 4. 4 nhạt nhẽo thôi.
sao? Chung kết đến giờ mọi thứ ổn không? Trộm vía vẫn ổn ạ, vẫn là Okela, Akelo. Nhưng mà trộm vía là mọi người yêu thương nhiều hơn cho nên là cũng lịch trình cũng có nghĩa là ok hơn một tí. Bản thân mình có thay đổi nhiều không ạ? Học được rất nhiều skill mới và khi mà ra khỏi chương trình thì tự tin rất nhiều. Mình có nhớ hồi đầu tập 1 là mình vô mình phải chấm điểm DNA á, ngày hôm nay mình chấm lại á thì visual của mình được bao nhiêu trên 100? Visual giờ có một cái tóc mới mọi người khen, thấy là có mọi người cũng khen đi cho lên hồi trước em chấm bao nhiêu ta? Không cần biết, bây giờ chấm thời điểm bây giờ đi. Bây giờ cho lên cái hàng đầu tiên là 8 anh nhá. Đây xem luôn này. 90 đi. Trời ơi, 90. Vậy còn khả năng hát rap. Tập trung rap nhanh. Cho lên 80. Vẫn phải cố trình. Vậy khả năng nhảy. Nhảy là 90. Vậy là rất nhiều. Khả năng làm việc nhóm. Khả năng này là 100. Đúng rồi, 8 người một hàng, còn đâu là đây còn 8 anh ở đồng. Rồi còn độ dũng cảm. Dũng cảm. Có một tập là xung phong làm nhóm trưởng rồi, thế này cũng 100 luôn. Nên bây giờ không muốn ngại ngần ngại cái gì nữa. Tại sao vẫn còn mấy cái khoảng 80 90 giờ em hỏi cái này mấy anh là 100 hết á. Ủa vậy ạ? Hay sĩ đến mức đấy luôn. Rồi, thì bởi vì biết là mọi người sẽ sĩ như thế cho nên là khiêm tốn là một tí, bởi vì cái tiêu chí của chương trình là khiêm tốn. Cái đó tiêu chí mùa 2 chứ tiêu chí mùa này là mùa đó là khiêm tốn rồi, mùa 2 sẽ là một cái khác. Sao vậy? Mới quay người mà không kiêm tốn sẽ như thế. Tình anh em dạo này sao mà mọi người không mấy lắm nha. Đây. Lại nhá. 5 6 7 2 1 đúng rồi. 2 tay 3 4 quân phải 5 sang trái 6 đúng rồi, tay lên 7 8 đúng rồi, một lần như thế nữa. Một lần cuốn như thế đó. 2 3 1 2 tay 3 4 quân phải 5 trái 6 tay lên 7 8 đúng rồi luôn đó. Xong cái này là sẽ thu Vinh. Xem hơn thêm 1. Anh ơi, xem thêm 1 là ở phía bên phải đấy nhá. 6 7 8 2 anh ơi, ra đang thêm 1 là anh cái đó. Quang Trung của anh không ơn, là xem bên này ở bên này ở bên này. 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 1 lần nữa tay 1 2 3 4 5 6 rồi cái xem thứ 3 cũng ở phía bên này. Anh ơi không, cái xem ở dưới sân khấu này. Rồi xin cái xe thứ ba là cũng ở phía bên này, anh ra cùng luôn là anh ấy chắc một mình với cả bên cho. 5, 6, 7, tay phải đưa lên 1, 2, tay trái, 3, 4, bây giờ nhá, nhảy ra, bật hai chân ra phía bên tay vòng xuống, 5, tay phải, 6, đúng rồi, 7, 8, ok, tay ngang, 1, 2, đúng rồi, xong là... Ok, cái team của cái team lớn nào đấy ạ? Mọi người xem này đi ạ. 7, 8, 1. Đúng rồi. 3 anh em. Đây là team. Sao anh căng thẳng vậy? Quá nhiều thứ. Ngon. Ngân Nga sẽ sao tán xuất hiện. Ôi vậy hả? Đúng rồi. Ngân Nga hả? Đưa là có anh Thủy Trắng đúng không? Chưa. Ôi 6 giờ sáng mình về. Mai em. Đây là của em ngày mai. Mai đều là với cả bài 10/10. 10/10. Vậy là hôm nay chắc chắn phải chạy ngạo nghễ với sàn Nga rồi đó. Đúng rồi. Có liền ngon nữa. Nó là tại vì nó liền với nhau luôn. Ở sàn Nga là con chạy ra sau. Thành lâu rồi cha. Hình như thiếu anh Sinh bị gián đoạn hết sao anh ạ? Sinh đi đâu vậy? Dạ? Đi đâu vậy? Anh Sinh đi ấy đấy. Đi ấy là sao? Píp. Quay, đang quay mà. Píp và giúp em. Píp. Là không nói thì thôi mình. Không nói. Anh Sinh hay đi không? Sao anh thẳng yếu? Anh mới đi khám sức khỏe một tour đó anh. Thì đó, tôi nghĩ là sơ hở là chương trình bắt hả? Cả chương trình chờ người thấy không? Chương trình ý thức thì mặc cả vô đi. Sự trời. Ủa nhưng mà sao mọi người chia like như này nhở? Tại vì nhóm chính, nhóm chuẩn chỉ của chương trình ở trên này hết rồi. Tại vì nhóm phụ ở đằng sau kìa. Ảnh để tôi biết ảnh từ bị gái ở đằng sau đó anh. Cái nét bị gái của em là nó dễ đoán hơn luôn đó. Anh có thấy mình bị bắt bài dễ quá không? Không, tự nhiên là đang nói chuyện bình thường mà túng.
lại giờ là tôi biết chỗ bị gái liền. Anh nói chuyện bình thường mà chỗ bị gái liền. Tại vì nó công nhận mà đúng không? Nên nhóm rõ ràng quá mà đúng không anh? Chính ở trên đầu rõ ràng quá mà đúng không? Khó trách khó cái được. Ban tổ chức đúng là có tầm nhìn. Trời ơi, đấy anh em đi lên thôi. Anh em đứng đi đợi. Người ta nghe mình nói không, sao mà nhưng mà em nghĩ là anh em có thể dừng lại chỗ đấy đâu. Anh em sao anh em mình đi lên đây đông thế nhở? Mình lên lóc cho người ta ra vô đét ra anh. Thôi anh em đi lên đây hết à? Sao? Cái này bị đông quá rồi, thôi chắc là đi về. Đi trước. Ở đây hơi đông rồi. Lần đầu hay sao anh? Đông quá à. Thôi cho em đang nghĩ là anh cứ xuống đi. Đông quá rồi. Chứ ta lên đây còn nhiều quá, mình làm nấu lại. Em mà nóng phụ. Chưa tập qua. Đi đâu? Ngân ơi. Ngân, ai đừng đi phước nha. Concert Anh Trai Say Hi, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9